lượng đây. Có hết hả? Có hết rồi nè. Để xí nó hết hả? Xí nó hết hả?
Còn cái nhóm bên kia, cái nhóm bên kia quý vị vô lấy ảnh giùm mình cho mình đi về luôn nha. Đây, có chưa có hết rồi. À, có hết rồi đây luôn. Chị Ngọc. Nhóm của chị Ngọc qua đây lấy ảnh giùm cho mình nha. Rồi, cảm ơn hết chưa. Cái này có cái gì được không? Có cái không, này không, 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 cắt giấy dán vô về cắt chỗ này nè, tấm là cái này đẹp đó. Ủa là cái này nó phóng to luôn hả? À hèn gì, à cái này không phải là nó bị mất mà là nó bị kẹp vô cái này nó mới bị mất cái đỉnh. Rồi. Đúng rồi, cái nhà đúng rồi, do cái này là nó mình kẹp vô nó bị mất cái đỉnh nè. Nhà chị Ngọc ha, hai nhà lớn có rồi, cảm ơn cái tóc này cái gì mà gọi chị kêu rồi một tóc. Dùng ra coi. Được luôn. Dùng ra luôn, thời đại 4.0 mà. Coi em dùng nè, đó, dùng nè. Thấy được cái mặt thấy chưa? Tao phóng lên cho mày luôn nè. Đó, mày là mày dùng đây luôn. Đứa nào lần một ra? Rồi, cho có tư tắm đi. Cái này hả? Ba tắm hả? Bên kia người ta lấy về một tấm người ta cho là cái tấm người ông Hà công ty cho à. Tấm chung nó để bên nhà mình trả tiền. Còn cái tấm kia ấy là cái công ty người ta cho, công ty kỹ nguyên người ta cho. Ủa, mới có lầu 2 à?